U21 thể công Viettel đã xuất sắc vượt qua vòng loại với vị trí nhất bảng với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Là gương mặt được kỳ vọng nhất bên phía đội bóng trẻ quân đội, Khuất Văn Khang đã thể hiện vai trò nhạc trưởng của mình. Màn thể hiện tốt của toàn đội ở vòng loại tạo nên niềm tin rất lớn. Ở vòng loại vừa rồi thì toàn đội đã cùng nhau cố gắng giải quyết từng trận đấu một để mà làm sao và có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết, thì toàn đội cũng đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng. Đây là giải đấu rất đặc biệt với những cầu thủ sinh năm 2003. Đó là năm cuối, những Khuất Văn Khang, Hồng Phúc, Đoàn Huy Hoàng, Tuấn Phong, Văn Tú có thể chơi ở các giải trẻ. Vì thế, tất cả đều đặt quyết tâm rất cao. Riêng với Khuất Văn Khang, anh vẫn ấp ủ mong muốn nâng cao danh hiệu, điều mà Khang vẫn còn nuối tiếc khi nhiều lần đã ở rất gần những chiếc cúp. Đối với em thì mỗi giải đấu thì em luôn đặt mục tiêu là sao là thành tích tốt nhất, và cũng như là không chỉ riêng giải U21 này thì em nghĩ là mục tiêu em năm nay cũng là giải cuối cùng của giải đấu trẻ cấp độ trẻ, thì em mong muốn là cùng toàn đội làm sao để có giải chức vô địch, và đây cũng là để làm sao có giải đấu thật là ý nghĩa, giải trẻ cuối cùng ạ. Lứa cầu thủ 2003 chia tay các giải trẻ. Còn với những gương mặt khác của U21 thể công Viettel, ngoài chiếc cúp vô địch, vòng chung kết U21 quốc gia còn là sân chơi để thể hiện tài năng, phẩm chất nhằm nỗ lực ghi điểm trước huấn luyện viên Đức Thắng và ban huấn luyện đội 1 để có cơ hội chơi ở V-League mùa bóng sau. Đó có thể là một bước ngoặt trong sự nghiệp. Một mùa giải khó khăn khi mà các đội đều có các cầu thủ chất lượng về để thi đấu U21, và cái mục tiêu của em cũng như là đội bóng đặt ra sẽ là giành được huy chương vàng và cũng như là chiếc cúp vô địch cho mùa giải năm nay. Như mọi người đã biết thì các cầu thủ của Viettel rất là chất lượng, và để mà có thể được cạnh tranh các vị trí ở trên sân ấy, thì mình cũng cần phải có rất là nhiều cái sự cố gắng, và mình phải tập trung vào điểm mạnh của mình nhiều hơn để có thể thể hiện được cho huấn luyện viên thấy, để mình có thể được có vị trí chơi ở trên sân. Mà về vấn đề ở đội 1 thì mọi cầu thủ trẻ đều có cái mục tiêu lớn nhất là thi đấu cho đội 1 và đội tuyển quốc gia. Và em thì cũng nằm trong số đó. Và để được góp mặt ở đội 1 để thi đấu cho V-League thì là một niềm vinh hạnh của em. Và nếu mà có cơ hội đấy thì em sẽ cố gắng rất là nhiều để có thể thi đấu ở V-League. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia U23, U19 Việt Nam, thể công Viettel là cái tên đáng gờm ở vòng chung kết U21 quốc gia diễn ra ở PVF. Bên cạnh khả năng chuyên môn, sự khát khao thể hiện mình thực sự là yếu tố đáng để trông chờ ở các cầu thủ trẻ quân đội.